Morphine được tự soạn dịch và hiết mình bởi Peter Cành. Chúc các bạn xem phim vui vẻ, nhớ đăng ký kênh Peter Cành kinh dị, Peter Cành Vlog, Chuyện ma Peter Cành và theo dõi TikTok Chuyện ma Peter Cành, TikTok, Facebook Cành Peter, Zalo 0336696906. Rồi chúc các bạn năm 2024 vui vẻ ha. Và năm 2024 mọi người kỳ mến Cành thì hãy lì xì cho Cành nha các bạn. Đó là 1024-952-196 Vietcombank nha. Chủ tài khoản là nhà ông Phước nha các bạn. Rồi chúc các bạn xem video vui vẻ nha. I hope you have a very good reason for calling me out here. About an hour ago, two workmen who were digging the foundations for the IT center found four bodies in a very advanced state of decomposition. It seems that the site the workmen were digging at was an old Turkish graveyard. Those skeletons are 300 years old. Apparently they died from the plague. That's why they're covered in lime. Nhưng đó không phải là phần thú vị. Các thi thể không bị phân hủy đủ so với độ tuổi của chúng. Để tôi cho bạn xem cái này nha. Một trong số những người đàn ông đã tự cắt vào xương sườn của mình. Một vết cắt bình thường hoặc có vẻ như vậy. Nhưng sau đó khi nhân viên y tế đến thì anh ấy đã chết. Chúng tôi vẫn không biết. Tôi muốn tất cả những bộ xương được hút chân cũng cái xác này ở đây. Tôi sẽ không báo cho bạn sao về nơi gửi chúng và giữ im lặng về điều này. Vậy bạn không được cử đi tập trận à? Con đoán họ phải để lại ai đó trong thành phố ông ơi. Tôi không phải là ông nội của bạn, con trai à? Khỏi ông nội à, hư giãn đi. Họ sẽ đến đây trong vài phút nữa. Không ai đợi được. À, xin lỗi nha, tôi có thể hỏi mọi người không? Chuyến tàu từ Romania sắp trễ rồi. Là nó hả? Nó vừa đi qua. Ông không thấy hả? Ý ông là gì chứ, nó đã vượt qua sao? Hôm nay tao không dừng. Ông biết đó, của tập trận quân sự lớn này. Ông không nhìn thấy biển báo ở lối vào à? À, tôi phải gọi điện thoại ngay. Điện thoại di động không hoạt động với cuộc tập trận này. Hãy đi lối này, tôi sẽ cho phép ông sử dụng điện thoại. Hãy cẩn thận, tao cháy chầu đang trên đường đến. Nhà ga đã đóng cửa rồi. Đây, hãy sử dụng điện thoại ở đây nha. Cuộc tập trận mà quân đội chúng ta đang thực hiện với sự hợp tác của lực lượng NATO trong đêm nay đã lên kế hoạch. Tiếp tục sang buổi sáng trình diễn kế hoạch giải khó con tin họ tay của các nhóm khủng bố. Này các bạn, băng qua đường gây là phạm pháp đó. Nguy hiểm đó, các bạn đang đi đâu vậy?
Đừng lo anh bạn à. Bài tập ngu ngốc đã mất quá nhiều thời gian của chúng tôi. Chúng tôi đang nghĩ tại sao phải đợi đến sáng chứ. Chúng tôi muốn vui vẻ trước khi ông ta tìm thấy chúng tôi. Chúng ta sẽ tổ chức tiệc tùng ở CBA như thế nào chứ. Ồ, tàu đến rồi sao? Đặc vụ Milik. Vậy đó là anh ấy à? Tù nhân 611, đó là người của cô đó. Tại sao anh ta lại bị biệt giam chứ? Anh ta có gây ra vấn đề gì không? Anh ấy là thế đó. Chuẩn bị sẵn sàng cho anh ấy đi. Anh sắp gờ đi rồi đó. Tôi đã nghe thấy rồi. Tôi nói là anh sẽ đi. Tôi nói là tôi đã nghe thấy rồi mà. Don't move. Vậy là họ đã gửi những thứ ngọt ngào như vậy để có được tôi sao? Cô sẽ không bắn tôi chứ? Hả? Các lực lượng cảnh sát được tăng cường bên ngoài tòa nhà này rồi. Anh có thật sự nghĩ rằng anh hay chạy trốn không à? Đó chỉ là cách tôi nói lời cảm ơn vì lòng hiếu khách của họ mà thôi. Vẫn không có gì sao? Tôi phải gọi cho vợ tôi. Bà ấy sẽ đợi cả đêm ở nhà ga và tôi sẽ không đến. Bà ấy sẽ gọi cảnh sát. Phụ nữ luôn lo lắng. Hỏi lúc chứ càng những điều tồi tệ nhất mà. Nào các bạn, tiến lên nào. Anh không đi theo tôi à? Anh có biết tôi ở đơn vị nào không? Và đây là một công dân Mỹ. Tôi luôn sợ ra quần khi nhìn thấy các bạn đó, nhà khoa học. Cái gì đây? An ninh ở đâu? Cậu đừng đi phàn nàn với tôi. Cậu muốn qua đêm ở nhà ga sao? Này, cậu đừng có dọa tôi nữa. Cậu biết tôi là ai không? Bạn có biết tôi là ai không? Qua, chuyện gì thế này? Lòng can đảm của các bạn bây giờ đang ở đâu rồi hả? Ngừng đồ và trả lại súng ngay lập tức. Giúp tôi với, ai đó giúp tôi với. Giúp với. GPS chắc chắn không hoạt động rồi. Đó là vì cuộc tập chặn thôi.
Có lẽ chúng ta nên vì GPS không hoạt động nên chỉ cần sử dụng bản đồ này. Bạn ổn không? Vì vậy chúng ta đang ở đây. Chúng ta chỉ đi theo con đường này dẫn qua Fencevo. Thẳng vào Bere. Chung nào. Họ đến muộn. Mất tham. Ây, tôi tưởng chúng tôi sẽ có vài cảnh sát địa phương đi cùng chứ. Theo yêu cầu trực tiếp từ chủ sở chính. Bạn không biết anh ấy là ai đâu. Anh ấy là một quyền hội sống. Anh ấy đến từ Texas. Gia nhập của Interpol 20 năm trước khi anh ấy kết hôn và cư trú ở Serbia. Tôi mang bữa sáng cho anh đây. Ý anh là bữa tối hả? Không, ý tôi là Sama. Mọi thứ đều được đóng gói. Chúng ta sẽ phải ăn hết thứ đó. Chúng ta có gần 5 phút để ăn hết mọi thứ. Cố gắng lên nào. Khi nào xe tải đến lấy đồ chứ? Vào buổi sáng. Interpol đã yêu cầu hai chúng ta đến Motti à? Vâng, còn một vụ nữa trước khi tôi nghỉ hưu. Và tất cả sẽ kết thúc trước 12 giờ trưa. Tôi không hề đến muộn được, tôi muốn ra khỏi đây đúng giờ. Bạn đã kết hợp tất cả mọi thứ lại với nhau một cách hoàn hảo đó. Vâng, tất nhiên, tất cả được lên kế hoạch rồi. Người cô nhỏ ở nhà ga gọi tôi là kẻ kiểm soát. Rất nhiều năm. Rất là nhiều kỷ niệm. Tiếc vì vợ anh đã ra đi nha. Mọi thứ ở đây đều làm tôi nhớ đến bà ấy. Tôi biết rồi, tôi hiểu mà. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất là nhiều chuyện rồi phải không? Giờ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Ai đó hãy nhấc máy lên đi. Chất độc đã hết rồi. Tôi đã rất lo lắng cho anh. Anh có biết không? Hả? Mọi người đều bên ngoài đều được suy sụp hết rồi. Đường dây điện thoại thì vẫn cấp. Tôi không thể gọi được xe cứu hương. Anh không gọi được cảnh sát à?
What are you doing outside? Bạn đang làm gì ở ngoài đó vậy? You know you shouldn't leave yourself until the demons inside you leave. Tại sao anh lại ra ngoài cho đến khi những con quỷ anh chưa được mở cửa chứ? Cánh cửa đã mở rồi, không có ai ở đây. You'd better go back. Tốt nhất là anh nên quay lại đi. I've been attacked. Tôi đã bị một người đàn ông tấn công rồi. Sister, chị ơi, hôm nay là ngày, phải không? Phước cho ai đã đọc nghe những lời tiên tri này và tin giữ những điều này. Đã chết ở đó. For the time is at hand. Vì ngày hình nộ lớn của chúng đã đến, và ai sẽ có thể đứng vững được chứ? Cậu đến muộn rồi. Không, cô đến sớm vậy hả? Đúng. Tên của anh là gì? Petrovic. Được rồi, Petrovic. Chúng ta đến đúng giờ rồi phải không? Tất nhiên rồi, hơn ngày. Đó là những gì tôi nghĩ. Mina Milu gặp bạn thật sự thú vị. Tất đọc hồ sơ của bạn thật không thể tính được. Tôi rất là ấn tượng. Những phần thú vị nhất không có trong tập tin. Đây là hành tra Berit. Hành tra Berit à? Gọi tôi là Daran. Gồng hả? Không chỉ có gồng đâu. Được rồi. Được rồi, nhiệm vụ này rất là đơn giản. Tất cả những gì chúng ta phải làm là hộ tống tù nhân đến Berit. Từ đó chúng tôi chở anh ấy bằng máy bay tới London. Tôi biết rồi, tôi đã kiểm tra lộ trình cả ngày. GPS không hoạt động. Chúng ta đã mong đợi điều gì đó phải không? Mọi thứ đều ổn mà. Nếu từng có một nhiệm vụ dễ dàng thì đây chính là nó đó. Chúng ta sẽ xong việc trong vài giờ nữa. Tất nhiên rồi, hư ông. Thư giãn đi, đây là hoạt động của bạn. Chúng ta ở đây chỉ với tư cách là người giám sát thôi. Đó là điều khiến tôi lo lắng. Bạn đã gặp đặc vụ Petrovic à? Đặc vụ Botin. Được rồi, đặc vụ Savini đang ở trong xe. Được rồi, Mina, đi nào. Em sẽ ổn thôi. Được rồi, đi thôi nào. Thưa ngài chủ tịch, tôi đang tìm ngài trong văn phòng của ngài. Tôi đây, chỗ này mang lại cho tôi sự bình yên, giúp cho tôi có thể thư giãn được.
Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Đại tá Iransai đã tuyên bố rằng tôi xin trích dẫn nha. Trong 2 ngày đầu tiên của cuộc diễn tập quân sự, quân đội Serbia đã thể hiện năng lực và khả năng ngang bằng với các cường quốc quân sự hiện đại trên toàn thế giới. Tốt đó. Tôi đang mong đợi một chuyến hàm chánh văn phòng. Vậy là lần đầu tiên ra chiến trường đó à? Nó thể hiện nhiều thứ thế nhỉ? Không hẳn, tôi cũng đọc hồ sơ của cô rồi. Cô được học viện đánh giá cao mà. Với chiếc laptop trong tay, tôi không hề bị ngăn cản. Nhưng với một khẩu súng, chúng ta sẽ hãy. Mina, cô muốn biết điều gì không? Tôi đã làm công việc này hơn 20 năm rồi. Trong suốt thời gian đó, tôi chỉ phải rút súng ra khỏi bao chỉ có 2 lần thôi. Và cả 2 lần làm bài tập với tôi. Tôi là lời quyền của bạn đó, Bách Tham à. Đó rồi, nếu bạn nói lần thứ 3 là sự quyến rũ, bạn sẽ ăn xong đó. Bách Sama cuối cùng của mình. Tù nhân là ai chứ? Và tại sao chúng ta lại di chuyển anh ta trong đêm phim? Trên thực tế, tập tin các không rõ ràng. Đặc vụ A, cô biết gì khiêm về tù nhân không? Dữ liệu đó được phân loại nghiêm ngặt, nhiệm vụ của bạn. Chỉ đơn giản là đưa anh ấy đến London sống khỏe mạnh, và chúng tôi đến đây để giúp bạn. Petrovic, bạn đã im lặng kể từ khi chúng tôi bắt đầu. Có lẽ tôi không thích việc nhiệm vụ này. Được điều hành bởi một tân binh còn xanh tươi. Chúng ta còn không? Chúng ta không ở đó, nó bị nghẹn rồi. Google ngu ngốc. Chúng ta không có xăng hay sao đó? Không, tôi không biết, nó vừa chết máy. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Những người này cũng gờ họ bữa tiệc sao? Chan à, cuối cùng. Chạm đó cách đây bao xa chứ? Chúng ta có hay đi bộ tới đó được không? Chan à, nhìn kìa. Cứu tôi với. Chỗ dành xù cứu với. Chạy đi, họ đã bị điên rồi. Mọi người đều nghĩ tôi bị điên. Tôi không được phép gỡ hỏi phòng giam, nhưng bây giờ, ngay bây giờ, chúng ta phải chạy thôi. Đây là cách ngày tận thế bắt đầu à? Khởi đầu đi. Cut off the serpent's head. Chặt đầu con rắn chết thì với cơ thể sẽ chết thôi. Cứu tôi với, để tôi gà họ đây. Xin hãy cho tôi với. Cho tôi lên xe với, làm ơn đi mà. Khởi động xe đi. Cố lên. Tránh xa ra. Tránh xa ra. Tôi không phải là một trong số họ mà. Đây là một cơn ác mộng. Anh.
Tôi không nên mang những cái cây nấm đó vào bếp hay phải? Ngài Chủ tịch, Cục trưởng đến rồi. Tôi tưởng rằng vào giờ này đêm nay ông sẽ ngủ chứ. Tôi không nghĩ tối nay ông sẽ đáp lại cuộc gọi của tôi. Thật sự làm sao tôi có thể từ chối được chứ? Rốt cuộc ông là tổng thống. Nói cho tôi biết, chiến dịch thổi đèn, nó là gì? Khói đèn là một hoạt động đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Khoảng 20 năm trước, chúng tôi đã gặp phải một hiện tượng rất là bất thường gần khu công nghiệp ở Fansevo. Trên xương của những nạn nhân bệnh dịch cổ xưa. Cái gì? Hóa ra virus bệnh dịch hạch phát triển và một đặc điểm thú vị được ngâm trong lượng vừa đủ amonit và benzen. Tôi không phải là nhà hóa học nên tôi không thể đưa ra lời giải thích chính xác cho ông hiểu. Về cơ bản, nó làm sống lại tế bào chết. Chào mừng đến với Fansevo. Tại sao anh lại đóng cửa chứ? Vì mùi hôi hói. Họ thậm chí không cần để cái bảng chào mừng nữa mà. Khi nó bắt đầu bốc mùi, bạn biết đó, bạn đang ở Fansevo. Và vì vậy trong nhiệm vụ thường lệ nhất, bạn phải đi qua thành phố độc hại nhất ở châu Âu. Không hoàn toàn như những gì mà bạn mong đợi đâu. Muốn nghe phần hài hước không? Người ta nói rằng ở những phần này, anh ta chết rồi. Mina, bảo Savini đợi chúng ta ở chỗ đèn tiếp theo nha. Vâng, Hương à. Petrovic liên hệ với cảnh sát địa phương. Vâng, Hương à. Mất tham. Cái gì vậy? Nhìn nè. Làm ơn đừng để chuyện này xảy ra. Lần thứ ba nha. Mina, ở trong xe đi. Chuyện là tớp thật sự không giúp ích gì cho tôi lúc này đâu. Xem chu vi đi. Petrovic, anh đã liên lạc được với người dân địa phương chưa? Không phản hồi. Mina, gọi Savini đi. Bảo họ quay lại đây ngay. Vâng, Hương ngài.
Ông có nghe thấy gì không? Tôi nghe thấy. Gần đủ rồi. Đa phụ, ai, Savini và Martin. Mina, quay lại ngay. Quay lại xe ngay, di chuyển đi. Marty, let's move. Martin, đi thôi nào. Martin, hãy di chuyển đi. Di chuyển nào. Move. Di chuyển nào, cố lên. Come on. Nhanh nào. Mina, tôi ổn mà. Petrovic, hãy liên lạc với bất cứ ai. Bạn hiểu không? Bất cứ ai. Cảnh sát địa phương bảo vệ trường học. Tôi không hề quan tâm nữa. Tìm ai đó đi, Văn Hương ngài. Đặc vụ Savini. Agent Barton. Đặc vụ Barton. 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 Savini's dead, Drake. Savini chết rồi. Đặc vụ A, còn tù nhân nào thì sao? Chiếc xe tải đã hết nhiệm vụ, chúng ta phải chuyển anh ta lên xe của chúng ta. Tôi có một đường bắn gõ ghen rồi. Tôi đã tìm thấy Boston. Đặc vụ ai? Anh ổn chứ? Tôi ổn.
Chúng ta phải ra khỏi đây ngay lập tức. Này, chúng ta đang gặp phải một số trường hợp không lường trước được ở đây rồi. Và chúng ta phải chuyển sang một phương tiện khác thôi. Đừng làm điều gì ngu ngốc nữa, được chứ? Anh ấy đã nghe thấy bạn. Mở nó ra đi. Hãy nhắm vào đầu của nó. Cái gì? Tôi nói hãy nhắm vào đầu của nó. Anh ấy nói đúng. Anh ấy không thể di chuyển được. Được rồi, đi nào. Vậy là bạn đã bắt đầu một... Nó đi không có tôi à? Xuống đi. Giờ dễ dàng rồi đó. Chúng ta sẽ lên xe rồi đi tiếp nha. Tiếp tục nào. Đối với tôi có vẻ như đã kết thúc rồi. Họ ở khắp mọi nơi. Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Chúng ta cần phải di chuyển nhanh hơn nữa. Tôi cật muốn, nhưng đôi giày mới này khiến tôi bị phòng gợp kinh khủng luôn đó. Tôi đi không nổi nữa. Cố lên nè, cố lên. Đây có phải là một loại chiến tranh không vậy? Vâng, cuộc chiến của các thế giới. Chúng ta nên làm gì đây, Martha? Tôi nghĩ chúng ta nên tìm một đồn cảnh sát địa phương nào đó hay gì đó, thiết lập liên kết truyền thông và chờ hỗ trợ đến. Đồn cảnh sát gần nhất ở gần đó phía sau công viên kìa. Petrovic, quay lại đi, xe và nổ máy đi. Di chuyển. Thôi nào. Tên này có vẻ nó nhanh nhẹn thiệt đó. Một nạn nhân chính. Anh ấy đi đâu thế? Bắn vào đầu anh ta. Câm miệng đi, im đi. Tôi bảo bắn vào đầu hắn. Câm miệng nào. Muốn anh ấy trở thành giống như hai người đó à? Petrovic, anh có nghe thấy tôi không hả? Petrovic đã đi rồi. Tạm biệt Petrovic. Câm miệng nào. Mina, có chừng anh ấy đi nha. Lớp xe bị xẹp rồi, chúng ta sẽ phải đi bộ thôi. Nhà gà ở hướng đó, phía sau công viên kìa. Nó không xa lắm đâu. Mất tham, thả anh ta ra đi mà. Cái gì? Thả anh ấy nhanh đi. Mina. So intimate. And how about we just leave you here, huh? Agent Milius! How'd you feel about that, huh? Mina! You should come with your cheerleader uniform. Mina. Why don't you give me a gun? Tại sao bạn không đưa cho tôi một khẩu súng chứ? Mục đích của tôi rất là tốt đó. Tôi sẽ đặt cược, cố lên. Tòa nhà ớt ngang kia kìa. Thank you.
Không, không, được cô, được cô ấy ra khỏi người tôi, được cô ấy ra khỏi người tôi đi. Ăn cái này đi. Trả lại súng cho tôi, trả lại vũ khí cho cô ấy đi. Đó là lời cảm ơn với tôi đó. Cảm ơn. Bây giờ trả lại súng cho tôi liền đi. Anh ta có cắn bạn không? Bây giờ bạn trở nên giống như là một trong số họ rồi đó. Hãy thoải mái giả vờ như bạn không thấy chuyện gì đã xảy ra đi. Chúng ta không có thời gian cho việc này đâu. Làm thêm một pha nguy hiểm như thế nữa là tôi sẽ làm hỏng cái mặt anh đó. Nụ cười mỉa mai của anh mãi mãi như thế. Đi nào. Bộ phim đã từ dịch và hiến minh bởi Vitican. Chúc các bạn xem phim vui vẻ, nhớ đăng ký kênh Vitican kinh dị, Vitican Vlog, kênh review phim kinh dị và chuyện ma Vitican. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Well, seems like we missed the party. Các bạn như chúng ta đã bỏ lỡ bữa tiệc rồi. You all right? Đường dây đã bị chết rồi. Bạn có ai liên lạc với căn cứ bằng mạng không? Đúng vậy, hệ thống có vẻ như không bị hỏng, nhưng không có sức mạnh. Vì vậy chúng ta sẽ phải tìm một máy phát điện ở đâu đó. Chúng ta sẽ làm được thôi. Vết thương đã tê rồi phải không? Tốc độ biến đổi phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vết cắn. Vậy làm thế nào bạn biến tất cả những điều đó chứ? Hãy nói rằng tôi chỉ có một bản năng tuyệt vời. Chúng ta sẽ tìm thấy một số loại hộp sơ cứu. Được rồi, phải. Đây là một cái gì đó. Cảm ơn. Mọi người đi đâu rồi? Có lẽ đang xử lý cuộc bạo loạn. Bị ăn thịt, bị nhiễm bệnh, hoặc có thể là cả hai.
Bạn chỉ nói khi được nói chuyện, gọi chứ. Hay cái gì chứ? Cậu định phá hỏng nụ cười của tôi à? Bạn có thể đặt cược cuộc sống của bạn vào nó không? Bạn cảm thấy nào chứ? Mina hành trà, Belit và tôi sẽ kiểm tra phần còn lại của cơ sở. Nếu hắn cử động, hãy giết hắn đi. Tôi rất vui mừng. Vâng. Họ ngừng đập rồi. Bạn có thật sự nghĩ họ đã bỏ cuộc không? Tại thật, gặp nhau thế này. Được rồi, đừng cử động và ngậm cái miệng lại đi. Họ đã đi lấy mọi thứ rồi. Súng không có đạn. Thật tệ hại. Tôi còn hai kiếp nữa. Bạn một. Chúng ta sẽ phải tiết kiệm. Đồng cứng, anh hãy tỉnh táo đi. Còn bạn, bạn có tỉnh táo không hả? Có ai bị thương không? Không, tất cả chúng tôi đều ổn. Quả chừng người đàn ông ngồi sau song sắt thôi. Anh ta yêu cầu chúng tôi nhốt anh ta lại. Hương ngài. Tôi là giáo sư. Đi nào. Hôm nay, tôi từng làm việc ở thư viện. Bây giờ tất cả đã biến mất. Tất cả những cuốn sách đó, kiến thức về những nền văn minh đã chết rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi Hương ngài. Chúng tôi đang ở cùng cảnh sát. Tôi sẽ mở cửa. Chúng tôi sẽ quay lại. Chúng ta sẽ tìm một nơi mà chúng ta sẽ được an toàn. Vợ tôi đã không hề bảo cô ấy đừng đợi tôi. Thôi nào, đi nào. Nhiều người sống sót hơn đó. Tuyệt vời. Tôi là đặc vụ Milius. Was he in trouble?
Anh ấy có gặp gỡ gói gì không? Nếu là anh thì anh đã không còn ngồi ở đó nữa. Đừng chú ý. Cô ấy không hề cưỡng lại sự quyến rũ trẻ trung của tôi đâu. Khi tôi gần khỏi nhà ga, tôi đã gặp phải một người lính kỳ lạ. Anh ấy đang hét lên về việc Armageddon sắp đến. Trong nhiều năm, có vẻ như anh ấy đã đúng rồi. Những con chuột từ khủng khiếp à? Tôi sẽ đưa bạn trở lại nơi bạn đã đến. Now let's see, this prophet of the Lord, which tool shall he reach for? Anh ta sẽ sử dụng công cụ nào tiếp theo đây? The flaming strength of the Lord. Sức mạnh dực lửa của Chúa. His will be done. Ý chí của anh đã được thực hiện rồi đó. Phòng máy phát điện ở cuối hành lang này. Tôi phải giặt cái này. Không có nước cho tôi à? Tôi đã cứu mạng cô ở công viên đó. Tôi đã hy vọng được công nhận điều đó hơn một chút. Tôi đã nói lời cảm ơn với anh rồi mà. Tôi không thể tin được rằng máy ảnh của tôi là bị gơ như vậy. Tôi không thể tin được rằng giữa lúc kinh hoàng này, bà lại nghĩ về chiếc máy ảnh của mình. Đây có lẽ là điều tồi tệ nhất từng xảy ra kể từ khi thế giới văn minh ra đời. Và tôi là một phần của nó và tôi không có máy quay. Điều đó không phải là tuyệt vời hả? Bây giờ nó là gì chứ? Bạn đã giận tôi hả? Không không, không sao đâu. Tôi lo lắng cho Giovanna quá. Tại sao bà lại lo lắng cho tôi chứ? Bằng cách nào đó, bà ta thể hiện lời hứa nhất định ngay từ đầu. Nhưng không mất quá nhiều thời gian để thấy được điều này. Nỗi sợ. Cậu có mùi sợ hãi à? Vâng. Bạn có một mùi hôi quá. Vậy đây là trường hợp đầu tiên của anh à? Thật là một cuộc khởi đầu quá đáng. Này cứ im lặng đi, tôi sẽ lấy cho anh cốc nước mà. Tôi đã im lặng quá lâu rồi. Bị giam giữ bất hợp pháp mà không có bằng chứng. Và bây giờ khi tôi đang đi dạo trong thành phố này thì đột nhiên lại gặp những chuyện tào lao này. Anh đang chơi trò gì đó? Anh muốn tôi tin rằng anh quan trọng đến mức ai đó để dàn dựng lên toàn bộ câu chuyện này hả? Để chống lại anh sao? Không. Tôi chỉ là người lạ ở một vùng đất xa lạ này thôi. Cả đời tôi đã như vậy rồi. Anh nói quá nhiều rồi đó. Cái gì chứ? Đúng là tào lao thiệt.
Khốn thiệt đó. Đã đúng rồi. Anh cảm thấy thế nào rồi? Vết cắn đào và toàn bộ bên trái, tất cả đều bị tê liệt. Chúng ta phải đến chỗ máy phát điện thôi. Hãy đeo miếng băng đó lại và đi thôi. Tôi đánh giá cao về việc anh đang cố gắng làm tôi quên đi cái chuyện này. Nhưng Morty, tôi sẽ không đi với anh đâu. Tôi nghĩ là anh hãy từ bỏ việc đó được không? Tôi đã cố gắng, nhưng đó là tất cả những gì giúp tôi tỉnh táo hơn. Anh lại ám ảnh một lần nữa à? Hơn bao giờ hết. Hơn bao giờ hết đó. Rat à, tôi rất xin lỗi. Chúng ta sẽ nói chuyện này sao? Giờ không phải là lúc đâu. Tôi biết mà. Hồi nào anh bạn. Anh ấy ổn không? Tại sao bạn không tìm một sợi dây để trói anh ấy lại? Anh ấy không phải là anh ấy nữa. Nói khi một lời nữa thôi và... Nghe này mọi người, nếu hắn bị nhiễm bệnh sao chúng ta không bắn hắn ngay bây giờ? Bắn hắn đi, đủ rồi. Tôi không thấy điều đó đang đến. Đặc vụ ai? Anh đang làm gì vậy? Chúng ta phải khởi động lại máy phát điện. Vết thương của Belit quá nặng. Nếu tôi đưa anh ấy đi, tôi sẽ không có ai chăm sóc cho ông nội này. Bằng cách này tôi sẽ quan sát anh ta. Tôi tưởng cảnh sát có nhiều việc phải làm hơn trở thành anh hùng chứ. Hiện tại không có gì tốt hơn xảy ra với tôi. Đây không phải là miền Tây quen giả đâu nha. Sao bạn không nhìn ra ngoài xem kìa? Mina, coi chừng Belit. Anh ấy đang trở nên tồi tệ hơn rồi. Anh biết phải làm gì nếu anh ta bắt đầu biến hình. Không, đặc vụ ai à? Đây là mệnh lệnh trực tiếp đặc vụ Milius à. Và chúng tôi luôn tuân theo mệnh lệnh. Vâng, hương ngài. Được rồi, đi nào. Anh, hãy theo tôi. Theo tôi. Tôi chỉ là phóng viên. Tôi không quan tâm. Hất tỉnh đi. Ngay khi chúng ta đi xuống, hãy khóa cửa này lại. Có hiểu không? Được rồi. Nó trông có vẻ quen vắng quá. Bạn có chắc là máy phát điện ở dưới đó không? Tôi đã nhìn thấy bản thiết kế của tòa nhà này. Được rồi, bắt đầu nào. Vậy điều gì có thể ngăn tôi bắn hắn chứ? Vào lưng của bạn và biến khỏi đây đi. Bạn không ngu ngốc, bạn biết rằng cùng nhau chúng ta có cơ hội tốt hơn để tồn tại suốt đêm này đó. Trong những tình huống như thế này, bạn chỉ đang làm tôi chậm lại mà thôi. Được rồi.
Nếu anh cố gắng bất cứ điều gì, tôi sẽ giết anh, và không phải bằng một viên đạn đâu. Vào não, mà xuyên hẳn vào trái tim của anh đó. Anh có biết không? Có thể quay trở lại như một trong những thứ này ở bên ngoài. Người đàn ông là một nghệ sĩ à? Nghệ thuật không có gì để làm với nó. Tôi chỉ không thích anh mà thôi. Con mèo à? Cái gì? Luôn luôn là một con mèo. Nếu não còn nguyên vẹn thì người bị nhiễm bệnh sẽ không bị tiêu diệt. Làm thế nào mà anh biết tất cả những điều đó chứ? Chernobyl 1986. Thật sao? Và bạn đã ở đó lúc đó bằng bao nhiêu tuổi chứ? Không phải tôi, cha tôi. Hãy tìm cái máy phát điện chết tiệt đó và biến khỏi đây nhanh đi. Cảm ơn. Ông cảm thấy thế nào rồi? Không hề tốt hơn nữa rồi. Sao tôi không lấy cho ông chút nước nhỉ? Nghe này, cô chị mới bắt đầu làm công việc này thôi. Làm ơn đừng có nói chuyện đó nữa. Hãy thư giãn và thoải mái đi. Một điều nữa thôi, công việc này có thể chiếm hữu của một người đàn ông, và nó có thể trở thành một nỗi ám ảnh. Đừng có để chuyện này xảy ra với cô như thế chứ. Nó đã xảy ra với A rồi đó. Chuyện gì đã xảy ra với A chứ? Một tai nạn ngu ngốc đã hủy hoại cuộc đời anh ta. Nỗi ám ảnh ngu ngốc đó đã khiến anh ta đi ngay ngày hôm đó, hay vì mang theo vợ. Cô ấy đã đi một mình bằng tàu hỏa và bị trượt chân. Cô ấy bị ngã xuống đường gây xe lửa. Đừng để công việc này ám ảnh cô quá nha. Đừng để nó điều khiển cuộc đời của cô. Đừng để nó phá hủy. Một viên đạn vào đầu tôi ngay bây giờ đi. Làm ơn đi Mina. Làm ơn đi mà. Làm ơn cho tôi một viên đạn đi. Tôi xin lỗi mà. Ở đây đang nóng lên. Yên lặng.
Đây rồi. Is it this one? Bạn thấy cái này, đó là công tắc chính duy nhất đó. It's the only main switch. It's gonna turn automatically. Nó sẽ tự động bật thôi. Let's try it this way. Hãy thử cách này đi. Nothing happened. Không có chuyện gì xảy ra sao? What are you doing? Anh đang làm gì vậy hả? Sometimes you just gotta give Đôi khi a kick. Anh chỉ cần cho nó một cú đá thôi. I see. Tôi hiểu rồi. But it seems all of your colleagues. Có vẻ như một số đồng nghiệp của bạn. Phía sau kìa. Nhanh chóng nào. Di chuyển nào. Chỉ còn ba đạn thôi nữa thôi. Chúng ta đi ra cửa nè. Chúng ta không quan tâm đến những người còn lại đâu. Không khó, di chuyển nó đi. Vâng, bây giờ bạn đang được tự do rồi đó. Bạn nợ tôi một lần. Đi nè. Mở cửa ra đi. Mở cái cửa chết tiệt này ra giùm đi. Mở cái cửa này ra nếu không sẽ bắn xuyên qua nó đó. Có rất nhiều tiếng súng, chúng ta sẽ chết thôi, nhanh lên. Lấy ghế đi. Để nó đi đi. Tôi xin lỗi. Tôi rất xin lỗi mà. Anh ấy. Này. Cô đã làm những gì mà phải làm thôi. Được rồi. Hiểu không? Đến này, nhanh nè. Giữ cái cửa đi. Chúng ta cần kiểm tra mẹ. Đi nè. Hệ thống vẫn hoạt động nhưng liên kết bên ngoài không hoạt động. Nó gần như hệ nó đã bị đóng cửa bởi trung tâm. Được rồi. Ít nhất chúng ta có cáp, đó chỉ là tivi thôi. Chờ đã. Đây là trực tiếp. Nhìn này, nhìn cái gì chứ?
Bạn có thấy điều gì đó không? Ở công viên đó, lần đầu tiên tôi hôn nhau. Và địa ngục và cái chết bị ném vào vùng lửa. Đây là cái chết thứ hai rồi đó. Đừng mà. Can you operate the machinery? Bạn có thể vận hành máy móc không? Để đến lúc chúng ta phải thông báo với thế giới những gì đang xảy ra rồi. Ngoài kia. Và bạn có hiểu không? Điều này không ổn đâu. Tại sao bạn không đặt kênh hoạt hình vào? Hãy nhìn xem. Hỏi nào ông già. Nó khó đến mức nào chứ? Lucifer đã phát minh ra nó. Mọi người đều có thể sử dụng chúng. Đó là anh ấy. Tên điên đó à. Bạn biết ông ấy à, Chan. Khi mọi chuyện kết thúc, bạn nên phỏng vấn anh ấy liền đi. Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại đây nữa đâu. Hư anh chị em khốn cho tắc đắc. Và biến vì ma quỷ đã xuống với anh em. Và nổi cơn thịnh nộ. Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm cái chết mà không tìm được. Và họ sẽ mong muốn được chết. Và cái chết sẽ hỏi bài họ. Bạn có thể vui lòng tắt nó xuống được không? Và tôi nhìn thấy một thành phố bị xiềng xích bằng bê tông và sắt. Và tôi thấy một thành phố bị bao phủ bởi làn nước tối tăm. Và tôi đã nhìn thấy một cách để tự ăn năn. Một cách để tiêu diệt còn gắn cũ. Để chuộc lại tội lỗi của chúng ta đối với một hành tinh. Mà chúng ta đã biến thành đồ chơi của mình. Để trả giá cho sự bẩn hiểu này. Và mùa hôi hói độc hại mà chúng ta đã tràn ngập ở biển và đại dương. Gừng gặm mà chúng ta đã tàn phá. Sự bất cẩn, kiêu kỳ và sự hờ ơ. Xin hãy giảm nó xuống một chút. Hãy bắn vào đầu của họ và hỏi bay đầu của họ. Cho tôi gà đây đi. Đó là cách duy nhất. Cho tôi gà đi mà. Cho bà. Dừng cô ấy lại đi. Cho tôi gà đi. Cho tôi gà. Cho tôi gà. Tôi muốn ra. Bình tĩnh đi mà. Bình tĩnh đi, cô đang làm gì vậy? Trời ơi, cái con khùng này. Họ đã vi phạm nó rồi, chúng ta phải quay lại thôi. Mọi người hãy ra khỏi đây đi. Hãy quay lại phòng hát đi. Giovanna. Thật là một chuyến đi tồi tệ. Tiến lên đi, tiến lên nào. Chúng tôi đã giữ chân họ rồi, nhưng chúng ta có nhiều nhất là 1 hoặc 2 phút. Giovanna. Let's move. Đi nào. Okay, here's a way out. Được rồi, đây là lối thoát. Cửa sổ này dẫn ra một con đường. Tôi đã kiểm tra không có ai trong số họ. Giáo sư. Ông đi đi. Giáo sư, nếu ông ở lại đây, tôi biết, nhưng ông đã nghe thấy tiếng người đàn ông đó. Ngày tận thế đã đến rồi. Nền văn minh của chúng ta. Let's go! Đi nào. Chúng ta đã chứng kiến sự suy tàn của nó trong nhiều thập kỷ. Và bây giờ sự kết thúc đang đến với chúng ta. Và tất cả là lỗi của chúng ta. Lỗi của chính chúng ta.
Vợ của ông, bà ấy vẫn đang đợi ông đó. Vợ tôi. Nhưng bà ấy đã chết rồi. Bà ấy đã chết cách đây 10 ngày. Tôi bằng cách nào đó đã quên mất. Đặc vụ A, hỏi nào. Nhanh lên. Một lần nữa thưa giáo sư, ông hãy đi với chúng tôi đi, được không? Có nhiều điều khủng khiếp hơn những gì đang xảy ra nữa đó. Với chúng ta hiện nay, chết đi rồi quay lại. Sự lang thang đáng ghét này, điều này mà không bao giờ hết yêu và được yêu là gì? Trời đã sáng rồi. Look safe here. Ở đây có vẻ an toàn. Vậy kế hoạch là gì? Tôi nghĩ điều thông minh duy nhất là cố gắng đến xong, đánh cắp một chiếc thuyền và đến Belray. Đợi đã mọi người à, có lẽ chúng ta nên tìm trung tâm mua sắm nào đó ấy. Sẽ rất khó để bảo đảm an toàn đó. Và tin tôi đi, họ sẽ tìm được mọi bằng cách thôi. Tôi nghĩ dòng sông là một kế hoạch tốt hơn. Đánh bại một trung tâm mua sắm mà. Đặc vụ A à, vũ khí của anh thì sao? Tôi không có gì cả. Mina, trong người cô còn bao nhiêu đạn chứ? Bất cứ điều gì còn lại trong đạn này có lẽ là ba đó. Empty. Chúng ta không đủ thời gian để ra khỏi thành phố trước khi chính quyền ngăn chặn dịch bệnh bùng phát này. Ý anh là thế nào chứ? Ý tôi là Chernobyl, hãm quả hạt nhân là một quyết định có ý thức. Đó là cách duy nhất để ngăn chặn sự lây lan. Ý anh là gì chứ? Anh đã ở đó à? Cha tôi từng làm việc ở nhà máy. Những nạn nhân chính đã bị chết do khí ga đã sống lại. Những nạn nhân hư cấp bị giết bởi những nạn nhân chính cũng lây lan. Bệnh truyền nhiễm càng hiếm. Còn bố bạn thì sao? Đã chết rồi. Hai lần. Con sông ở đó à, chúng tôi gắt. Tuyệt vời, hãy nhìn họ kìa. Điều đó kỳ lạ, như hệ tất cả đều đang ngủ. Bạn là chuyên gia. Không biết, điều này chưa bao giờ xảy ra ở Chernobyl. Họ đã không hề để nó đi tù lâu.
Có lẽ họ đang cố gắng sưởi ấm. Có lẽ trời quá lạnh thì bạn chết đúng không? Dù thế nào đi nữa, con sông đó là tấm vé duy nhất để chúng ta có thể ra khỏi đây. Giờ sao đây cảnh sát trưởng? Im lặng đi, tôi đang nghĩ nè. Được rồi, đây là việc chúng ta nên làm. Tôi sẽ xuống đó, nếu họ đứng yên thì hoàn hảo đó. Nếu chúng đứng dậy, tôi sẽ cố dụ chúng lên xe. Mina, ngay khi người nhiễm bệnh đuổi theo tôi, hãy chạy ra sông nha. Chạy như thế chính là địa ngục đang đuổi theo bạn. Tôi không nghĩ là mình sẽ hết kế hoạch này đâu. Bạn không muốn tôi đi cùng mà. Đó là vụ án thật địa cầu tiền của đặc vụ Milinus. Sẽ thật đáng tiếc đó. Nếu cô ấy không hoàn thành nó, thành công. Phải không? Được rồi, kể thế này. Khi tôi còn là một cậu bé, Hường có một người đàn ông điên khùng này. Hường chạy quanh khu phố và chửi bới và phát cuồng lên. Anh ấy sẽ nói những điều kỳ lạ, một trong những điều mà anh ấy từng nói cứ in sâu vào tâm trí tôi. Mắt thấy tôi nhìn vào điều này, anh ta sẽ nói địa ngục sẽ tràn ngập và người chết sẽ sống lại mãi mãi. Đúng là một lão già điên. Anh ấy đã dừng lại. Ôi, mẹ kiếp. Được rồi, đợi tín hiệu của tôi đi. Đó là sự vi phạm của chúng ta. Thôi nào, đi thôi. Được rồi, chúng ta phải đi nhanh hơn. Các bạn hãy đi xuống sông đi. Khởi động động cơ và chờ đợi. Tôi sẽ đi đón ai. Không tuân theo mệnh lệnh trực tiếp của ông à? Thôi nào, đi đi. Và bỏ lỡ tất cả niềm vui đó à? Đi nào. Yeah.
Undo the ropes. Hãy cởi dây ra, tôi sẽ khởi động động cơ. Chúng ta không lãng phí thời gian nữa. Thôi nào. Come on. Nhanh nào. Giúp tôi với. Tôi không đợi ai cả. Không ai. Smells like the end of days. Có mùi như ngày tận thế rồi đó. Hãy đến với ta, hợt con cái bóng tối. Anh ấy là cơ hội duy nhất của chúng ta đó. Cách này hay đó, tôi có rất nhiều vũ khí cho tất cả chúng ta. Hãy đẩy thứ ghét gửi này trở lại mình nên nó đã xuất hiện. Tôi đang đuổi theo A đây. Cả hai chúng ta cùng đi nào. Nó rất là nhanh nhẹn đó.
Nó là nạn nhân chính. Bà đã không tuân theo mệnh lệnh của tôi. Tôi hãy hướng dẫn không rõ ràng đó. Phần nào trong trại và không dừng lại chứ? Bạn hãy hiểu rõ ràng hả? Tất cả. Tù nhân. Hãy hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Vâng, thưa ngài. Vậy là cô đã có hai khẩu súng và tôi có một thanh kiếm. Ai đó có cơ hội chiến đấu tốt hơn chứ? Chà, tôi có hai khẩu súng rỗng thôi. Và tôi nghi ngờ việc bạn sẽ tự nguyện đi cùng tôi. Bạn biết đó, tôi thật xấu hổ khi chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này. Thật tiếc là tôi đã hết đạn. Có vẻ như nhiệm vụ thực địa đầu tiên chưa hoàn thành. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi nghi ngờ điều đó. Mina, tù nhân anh ta đã trốn thoát à? Vâng, anh ấy vừa biến mất. Tất nhiên, không có sự quan trọng nữa. Nhiệm vụ thực địa đầu tiên của tôi đã hoàn toàn là một thảm họa. Lúc nào đó tôi sẽ kể cho bạn nghe về điều đó. Chắc chắn bạn đã chứng minh được kỹ năng sử dụng súng của mình rồi đó. Tôi đoán vậy. Mina, làm tốt công việc nha. Cảm ơn ngài. Ngài biết đó, một câu hỏi nữa. Hành thực mà nói, ai là tù nhân chứ? Không có ai hết. Không có ai đặc biệt. Và anh ta sẽ giơ tay lên hành kiếm để báo thù. Lưỡi kiếm cực lửa của quả báo của Chúa và đã mắt anh như một ngọn lửa. Và anh ta đã viết một cái tên mà không ai biết ngoài chính anh ta.